Phim được ra mắt vào năm 2016 do Gore Verbinski làm đạo diễn. Đây là một bộ phim kinh dị, nhưng theo tôi thì cũng không hẳn là kinh dị, mà phim thiên về khoa học huyền bí nhiều hơn. Thôi không nói dài dòng nữa, chúng ta cùng bắt đầu nhé. Dưới chân một ngọn núi ở Thụy Sĩ có một viện dưỡng lão cổ kính và bí ẩn, người đến đây không bao giờ muốn ra ngoài. Nói cách khác, không ai trong số những người đến đây có thể sống sót thoát ra. Vậy viện dưỡng lão này có ma lực gì? Câu chuyện sau đây bắt đầu, nhân vật nam chính Lockhart là một người trẻ tuổi và giàu có, thành đạt, đã trở thành người đứng đầu công ty bằng một cách nào đó và có một văn phòng độc lập rộng rãi. Nhưng trước khi anh ta có thể tận hưởng niềm vui khi được thăng chức, ban giám đốc đã gọi anh ta đến cuộc họp, họ muốn mua lại một công ty nào đó để hoàn thành sự thăng hoa của toàn bộ tập đoàn. Tất nhiên, vấn đề này là một chút khó khăn, và một số việc cần người phụ trách. Họ hy vọng rằng Lockhart có thể mang về vị giáo đốc điều hành của công ty từ một viện dưỡng lão, nếu không họ sẽ vạch trần phương pháp của anh và tống anh vào tù để làm hài lòng các tù nhân. Trong cơn tuyệt vọng, Lockhart chỉ có thể nhận nhiệm vụ tưởng chừng như dễ dàng này. Trước khi đi, Lockhart đến thăm mẹ lần đầu tiên, anh quyết định giúp bà chuyển đến một viện dưỡng lão nhìn ra biển khi anh trở về, nhưng mẹ anh lo lắng nói rằng anh sẽ không quay lại. Lockhart không hiểu ý mẹ, chỉ nhìn chiếc hộp nhạc nữ diễn viên múa ba lê do mẹ làm, chìm trong viện điều dưỡng mà anh đến trầm ngâm, dân làng lên xuống núi dường như có thù oán gì với tòa lâu đài trên núi. Theo lời kể của người lái xe, giữa họ đã có một cuộc tranh chấp sâu sắc, vị nam tước cuối cùng trong lâu đài bị ám ảnh bởi sự thuần khiết của dòng máu, đến mức muốn có con với em gái mình. Vì vậy, vào đêm tân hôn của họ, nhà thờ đã dẫn dân làng đến thiêu chết em gái của ông, sau đó dân làng phóng hỏa thiêu rụi mọi thứ ở đây, mãi đến 200 năm sau người ta mới xây dựng viện dưỡng lão này. Ở đây có nhiều người cao tuổi tập thể dục buổi sáng, một số đi bộ và một số chơi cầu lông, mọi thứ trông rất yên tĩnh và thanh bình. Lockhart đi thẳng đến quầy lễ tân và yêu cầu được thăm tổng giám đốc của mình sau khi anh vào cửa trở lại do thời gian eo hẹp, nhưng người phụ nữ lễ tân nói rằng họ chỉ mở cửa thăm viếng vào thời gian quy định và không ai có thể là ngoại lệ. Lockhart đang rất lo lắng, tìm gặp trưởng khoa và hy vọng sẽ phù hợp với trưởng khoa. Anh ấy rất có lý. Anh ấy nói rằng ngài tổng giám đốc sẽ kết thúc điều trị vào lúc 7 giờ tối và có một cuộc họp ngắn, nhưng ông ấy có sẵn sàng rời đi hay không còn tùy thuộc vào chính ông ấy. Trong lúc nói chuyện, trưởng khoa lấy ra một lọ thuốc màu xanh lam rồi tự cho mình một giọt. Anh ta nói với Lockhart rằng đó chỉ là một loại vitamin, sau đó, anh yêu cầu tài xế trở xuống núi để nghỉ ngơi, nhưng đến giữa đường thì hai người bị lật xe vì một con hươu băng qua đường. Lúc này Lockhart vượt qua trong cơn hôn mê và anh nhớ rằng sau khi gặp mẹ, mẹ anh đột ngột qua đời. Khi Lockhart tỉnh dậy, anh ta đã ở trong viện điều dưỡng, giám đốc viện điều dưỡng tỏ ra lo lắng. Dù hồi phục được mạng sống, anh vẫn bị bó bột ở chân. May mắn thay, nó không làm tổn thương đến não. Ông ấy dặn anh phải uống nhiều nước và nghỉ ngơi thật tốt. Lockhart lấy nước vào uống, nhưng anh phát hiện ra rằng ly nước tưởng như sạch sẽ này, lại có một ký sinh trùng nhỏ vẫn còn sống. Sau đó, anh đi nạn xung quanh và thấy rằng một số người đang tập thể dục nhịp điệu dưới nước sơ bộ, một số người đang bơi trong nước, và nhiều người đang có những cuộc phiêu lưu thực sự. Mặc dù những người này đều đã cao tuổi, nhưng thực sự hiếm khi có thể vận động nhiều môn thể thao như vậy. Nhìn những căn phòng rực rỡ trong phòng tắm hơi này, anh chợt có ảo giác, anh rất hoảng hốt khi phát hiện ra căn phòng mình đang ở không có lối ra và tất cả đều đã đóng cửa. Khi khói tan, anh mới biết được lối ra ở đâu và ngài giám đốc đang chữa bệnh ở đây. Anh mong ông ấy đi về cùng mình nhưng ngài giám đốc như một ông già không có tham vọng chiến thắng. Ông ấy nói rằng, ông ấy bị bệnh cần điều trị và nói rằng, chính anh cũng bị bệnh nhưng anh ấy chưa nhận ra. Nhưng sau khi vị giám đốc chìm xuống đáy trong vài phút rồi lại nổi lên, không hiểu sao ông ta đột nhiên quan tâm đến các vấn đề của công ty và nói rằng ông ta muốn trở lại công ty càng sớm càng tốt. Lockhart nghe xong liền yêu cầu y tá gọi xe ra ngoài cho mình. Người cô biết được ông giám đốc sẽ đi nhưng cư xử rất kỳ lạ vì chưa có ai rời khỏi đây. Đúng lúc đó, Lockhart nghe thấy tiếng hát xúc động, một cô gái đi chân trần thu hút sự chú ý của anh. Cô gái tên là Hanna, có thể là người trẻ nhất trong viện dưỡng lão. Cô ấy nói rằng cô ấy là một bệnh nhân đặc biệt trong viện dưỡng lão. Sau khi biết Lockhart rời đi, cô gái cũng nói rằng không ai có thể rời khỏi đây và tại sao anh ấy lại rời đi. Lockhart nhìn quanh lâu đài đẹp như tranh vẽ và đồng ý với cô gái. Khi Lockhart quay trở lại để tìm kiếm giám đốc, anh ta thấy rằng ngài giám đốc đã biến mất và ông ta dường như đang ở ẩn. Lockhart vội vàng chất vấn người giám sát và ông ấy nói rằng giám đốc đã bước vào giai đoạn điều trị thứ hai vì tình trạng ngày càng xấu đi. Ngay khi Lockhart đang bực mình vì họ là những kẻ nói dối, anh ấy đột nhiên bị chảy máu mũi và mắt bị mờ, sau đó anh ấy ngã và ngất xỉu. Trưởng khoa đang kiểm tra Lockhart khi anh ta tỉnh dậy. Lockhart tìm thấy một bức ảnh trên bàn làm việc của trưởng khoa. Ông ấy cũng đã nói rằng tình trạng của Hanna rất đặc biệt, cô ấy chỉ mới học nói năm 11 tuổi. Tình cảm của ông dành cho Hanna cũng giống như người phụ nữ. Lockhart nghe xong cũng thấy nhẹ nhõm nhưng anh vẫn thấy hơi lạ. Trước khi Lockhart định ngắt lời trưởng khoa, ông ấy đã bắt đầu quảng bá các khóa điều trị của mình và nói rằng Lockhart hiện đang trong tình trạng rất nguy hiểm, chất lỏng trong cơ thể của anh bị mất cân bằng nghiêm trọng và tổn thương nội tạng và cần được điều trị gấp. Lockhart bị trưởng khoa đánh lừa và anh ấy thực sự cảm thấy mình mắc bệnh, nếu không thì làm sao mà đột nhiên chảy máu mũi được.
nhưng anh vẫn còn đầy nghi ngờ về bệnh viện, vì vậy anh đã lấy bệnh án của ngài giám đốc trong khi trưởng khoa rời đi. Lockhart sau đó được sắp xếp để điều trị ở vùng nước sâu, nơi anh đeo mặt nạ dưỡng khí và chìm hẳn xuống nước để trải nghiệm cảm giác như trong phôi thai. Nhưng theo lời của trưởng khoa, điều trị kiểu này sẽ bị ảo giác. Lockhart đã suy nghĩ rất nhiều trong quá trình điều trị và nhớ đến bố mình đã nhảy cầu tự tử. Nhưng đúng lúc này, anh chợt thấy rất nhiều dư chấn kỳ lạ ập đến với mình và dường như muốn đi vào cơ thể anh. Lockhart vùng vẫy và anh được mọi người cứu khi cảm thấy mình sắp chết. Lockhart nói rằng có thứ gì đó trong nước, nhưng khi mọi người nhìn xuống nước họ không tìm thấy gì cả. Lockhart không khỏi lạc lõng, có phải tất cả đều là ảo giác của chính anh ấy khiến anh ấy thực sự ốm yếu như vậy? Khi Lockhart quay trở lại phòng, anh lấy ra bệnh án giấu trong lớp thạch cao, nhưng bên trong rất lạ và không thể hiểu được. Đúng lúc này, anh phát hiện bên ngoài cửa sổ có một người hầu, dường như đang mang thứ gì đó đến một nơi bí mật, cảnh tượng rất lạ. Ngày hôm sau Lockhart và người cô gặp nhau, người cô nói với anh rằng cô đã kiểm tra những thông tin liên quan và phát hiện ra rằng người ta đốt cô em gái của nam tước đó không phải vì cái gọi là loạn luân, mà vì nam tước đang lợi dụng dân làng để tiến hành một số thí nghiệm khủng khiếp. Người cô đã nhắc nhở Lockhart rằng bóng tối và cái ác ở đây không phải là nơi để sống mãi mãi. Lockhart muốn biết chuyện gì đang xảy ra nên cùng nhau kéo Hannah xuống núi. Hannah chưa bao giờ rời viện dưỡng lão, cô cũng có chút phấn khích, nhưng trong quán rượu dưới núi, Lockhart phát hiện ra cô cũng có một lọ thuốc bí ẩn mà cô ấy đeo trên người. Sau đó, Lockhart tìm gặp một bác sĩ thú y và cuối cùng anh ấy đã hiểu từ bác sĩ thú y rằng hồ sơ y tế ban đầu đều là hồ sơ về việc vị giám đốc nhảy khỏi vách đá do mất nước. Nhưng điều kỳ lạ là ngày ấy mỗi ngày đều ngâm mình trong nước sao lại bị mất nước. Và những gì đang xảy ra với hàm răng của ông ta rõ ràng là nguyên vẹn. Lúc này, anh cũng hiểu ra lý do nam tước làm thí nghiệm là do em gái ông ta sinh ra những đứa con dị tật nên ông ta muốn thay đổi mọi thứ. Anh biết mối quan hệ giữa Hannah và trưởng khoa và những người khác là không bình thường nên đã tra hỏi nguyên nhân sâu xa. Tuy nhiên, cả hai đã xảy ra mâu thuẫn với dân làng. May mắn thay, trưởng khoa và những người khác đã đến kịp thời để đưa họ đi. Sau khi trở lại bệnh viện, Lockhart thấy rằng anh cũng đã bắt đầu điều chỉnh áp lực của mình. Anh ta lợi dụng sự bất cẩn của y tá để phát hiện từ sổ sách rằng giám đốc đang chuyển dịch và anh đến đó để kiểm tra khu vực chuyển dịch và nhìn thấy người cô. Nhưng cô ấy nói rằng khi cô gái ấy bị thiêu chết lúc đó là cô ấy đang mang thai. Người ta ném đứa trẻ trong bụng cô ta xuống đất và thật bất ngờ, đứa trẻ còn sống sót. Sau đó, anh ta đã bị nhân viên đuổi theo và chạy đến một căn phòng bí ẩn nơi vô số xác chết được ngâm trong đó. Anh nhìn thấy vị giám đốc trong đó, vội hoảng sợ chống nạn chạy đi, nhưng trưởng khoa và những người khác đã lao vào chặn anh lại. Cuối cùng anh đã trốn trong xe của tài xế và theo người lái xe xuống núi để chuẩn bị gọi cảnh sát. Nhưng khi anh nghĩ mình đã được cứu một lần nữa, anh lại phát hiện ra rằng cảnh sát cũng có một lọ thuốc bí ẩn trong phòng. Vì vậy, anh ấy đã bước vào hang sói. Chắc chắn rồi, trưởng khoa và những người khác lao tới. Họ tin rằng người bị bắt là mắc bệnh tâm thần và cần được điều trị. Lockhart vẫn muốn bác bỏ, nhưng thấy rằng vị giám đốc đã chết thực sự đã đứng lên. Lúc này Lockhart phải tin rằng mình có thể bị bệnh thật sự. Sau khi trở lại viện dưỡng lão, Lockhart bắt đầu thực hiện các liệu trình spa khác nhau như mọi người và được ngâm mình trong nước như một mẫu vật. Nhưng Lockhart thường rất tỉnh táo vào một ngày nọ khi anh chợt nghĩ đến những lời nói của ngài giám đốc ảo ảnh và thực tế. Vì vậy, anh ta đã rạch băng bó bột vào chân mình. Cuối cùng anh ta phát hiện ra rằng chân của mình hoàn toàn không bị làm sao, mọi thứ là vai trò của anh ta sau khi được gợi ý về mặt tâm lý, và sau đó anh ta đi xuống tầng hầm. Tại đây, anh nhìn thấy nhiều thiết bị nghiên cứu chứng chậm nói, nhiều xác chết trẻ sơ sinh dị dạng và thậm chí là một vài chiếc mặt nạ da người. Lúc này, anh ấy đã đoán rằng có thể nam tước vẫn còn sống, những chiếc mặt nạ này là công cụ cải trang của ông ta. Sau đó, anh phát hiện ra bức chân dung của em gái nam tước rất giống Hannah, có vẻ như Hannah chính là đứa bé được sinh mổ trước khi em gái của nam tước qua đời. Nhưng nếu đây là sự thật thì làm sao họ sống được hơn 200 năm? Bên kia cuối cùng Hannah cũng đến tháng, lần đầu tiên nhìn thấy trưởng khoa đã rất vui vẻ, ông đã đợi ngày này rất lâu, điều này cũng có nghĩa là Hannah có khả năng sinh sản. Lockhart chạy vào và bắt đầu nói với mọi người rằng, trưởng khoa là một kẻ nói dối và là người chịu trách nhiệm cho việc mọi người bị ốm do bất cứ thứ gì có trong nước. Tất cả đều vây quanh Lockhart cho đến khi anh ta ngất đi. Hóa ra là trưởng khoa đã sử dụng cách nói chậm vào cơ thể con người để chiết xuất một số loại độc dược nhằm duy trì sự bất tử. Trưởng khoa đúng là nam tước, sở dĩ trước đây hắn bị dân làng bao vây là vì hắn lợi dụng dân làng để làm thí nghiệm, và lần này hắn chọn người tình nguyện. Sẽ không ai quan tâm nếu họ chết. Sau đó, trưởng khoa sẽ dùng dụng cụ đổ những con lươn vào cơ thể của họ. Trưởng khoa đã chuẩn bị váy cưới cho Hannah. Trước đây ông ấy sinh con với em gái và bây giờ ông ấy muốn có con với con gái Hannah của mình. Vậy nên Hannah đã tìm Lockhart, hy vọng anh có thể đưa cô ấy đi. Nhưng Lockhart dường như đã bị tẩy não để trở nên ngu ngốc và chỉ nói rằng mình sẽ ở lại. Vào đêm tân hôn, Lockhart xem tin nhắn của bà cô và thấy cô đã điều tra ra mọi chuyện. Sự thật hóa ra Hannah vô tội, cô ấy không biết tất cả những chuyện này.
Anh lập tức tỉnh táo lại, chạy đến văn phòng của trưởng khoa và tìm thấy một bức ảnh của viện dưỡng lão trong quá trình xây dựng lại. Có một người đàn ông đang quấn băng và cô gái nhỏ được người đàn ông ôm là Hanner. Lockhart sau đó đã chuẩn bị để ngăn cản trưởng khoa thực hiện hành vi tàn bạo, nhưng vị trưởng khoa đã cào vào mặt và để lộ khuôn mặt bị bỏng, khiến anh ta sợ hãi. Cả hai giằng co ngay khi Lockhart sắp bị giết, Hanner thoát ra và xẻ thịt ông ta cho đến chết. Sau đó, ngọn lửa giao tranh lan rộng và toàn bộ viện dưỡng lão bị thiêu rụi. Lockhart chở Hanner trên xe đạp, đang định rời đi giữa chừng thì hai người va vào xe của ban giám đốc. Họ muốn anh dẫn đường cho giám đốc nhưng anh nói không muốn quay lại. Sau đó Lockhart cầm lấy Hanner, xoay người rời đi, nhưng lúc này trên mặt anh thoáng hiện lên một nụ cười kỳ lạ. Có nhiều cách hiểu về nụ cười ở cuối phim, có người cho rằng đó là nam tước với chiếc mặt nạ của Lockhart, người khác lại cho rằng đó là vì sau khi mọi người chết, chỉ có Lockhart biết bí mật trường sinh bất lão. Theo bạn tại sao Lockhart lại cười? Hãy comment để cùng thảo luận và hẹn gặp lại các bạn lần sau.